Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh vừa tổ chức tổng kết công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng an ninh, quân sự quốc phòng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả về công tác quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định, hoàn thành chỉ tiêu giao quân đạt 100% chỉ tiêu cả hai cấp. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt chỉ tiêu theo kế hoạch, tổ chức huy động tập huấn, huấn luyện quân nhân dự bị, dân quân tự vệ cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra. Dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố đã tặng giấy khen cho 90 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2023.